Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh vi tích của chúng tôi. Và ở video ngày hôm nay, tôi sẽ giới thiệu cho các bạn về một website rất hữu ích, cho phép chúng ta có thể kết hợp các phông trừ một cách chuyên nghiệp. Website này cung cấp cho chúng ta 3 loại phông trừ, đó là phông trừ tiêu đề, phông trừ tiêu đề con và phông trừ nội dung của văn bản. Ở mỗi loại phông trừ chúng ta có biểu tượng khóa hoặc chưa khóa. Đầu tiên chúng ta có thể lựa chọn phông trừ cho 3 loại chữ này. Như vậy có rất nhiều phông trừ ở đây. Ví dụ như tôi chọn loại phông trừ này cho tiêu đề. Để thay đổi đồ tương phản chúng ta sẽ kéo ở đây. Như vậy kéo về phía phải sẽ làm cho các phông trừ giống gần nhau. Chúng ta sẽ click vào mục Generate. Như vậy đây là các phông trừ giống nhau. Và chúng ta kéo về trái để tăng độ tương phản giữa các phông trừ này. Các bạn có thể nháy nhiều lần để lựa chọn phông trừ phù hợp. Và tên của các phông trừ tương ứng sẽ được hiển thị ở đây. Để khóa phông trừ nào, chúng ta sẽ click vào biểu tượng khóa. Thì khi đó chúng ta click vào Generate sẽ không bị thay đổi. Để tải về các phông trừ tương ứng này, chúng ta sẽ click vào tên của các phông trừ. Như vậy chúng ta có thể tải về phông trừ này ở trên Google Phone bằng cách nhảy vào Download Family, tên của phông trừ tương ứng ở đây. Và đây chính là website phongjoy.com. Và trong quá trình thực hiện, nếu các bạn có gì thắc mắc thì các bạn có thể để lại phần bình luận ở dưới video này để chúng tôi có thể giải đáp cho các bạn. Để có thể theo dõi được những video mới nhất và hay nhất của chúng tôi, các bạn hãy nhấn vào nút đăng ký hoặc subscribe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.